Hello, hello. Em nào thích chơi may cúc mini liên hệ mình nha. Cờ số 1 anh em. Dần chẳng rơi rỡ nôm này không? Cờ thùng chọn nhỏ. Chùm chùm bông chùm này. Cái một cái nổ ra một chùm này, thế này nè. Này thưa thôi. Cây số 1 cao 2 găng tay. Cây nằm chậu 20. Nhỏ cho mình già cây. Để rửa nôm nghệ thuật. Đây là để rửa xếp tự nhiên chứ không phải mình xếp gì đâu, ra tự nhiên mà mình chỉ xói thôi, xói rồi bây giờ mình nuôi nó thuần rồi, lớp bờ mặt chậu này nó thuần nữa. Mình lên tiếp cây số 2 nha. Cây số 2 là cái cây mài, cũng là mài cúc ghép dáng quái này, ghép dưới đây cây cao 2 gần tay, độ rộng hai bên 2 gan. Nó đang có một cái bức chuẩn bị ra bông này. Thì anh em thích chơi mạch nào cũng được hết. Rồi mình xuống cái này mình lên cây ghép giá rốt xanh này. Đây cây giá rốt xanh này mình tỉa theo hình dáng một con chim. Đây phần đuôi nó này, đây hai phần cánh. Hai phần cánh này. Đây, nó ngoằn đầu lên. Đây phần ức nó này. Dòng rốt xanh ở nhà mình lựa giống đẹp mình chơi vừa bán nha anh em. Cái này ghép này, bớt ghép này nè, không nó liền lại một vòng tròn luôn, như cái đinh luôn, nút nụ rất là nhiều, bắp xanh nó không rừng lên nữa. Rất đẹp ha. Rồi anh em thích ba cái này mình nhận lại giá rẻ cho anh em nha. Giá chưa tới 1 triệu đâu. Anh em thích thì mua combo liên hệ mình nha. Siêu rẻ, coi cái củ đỡ đẹp. Không, đỡ rỡ củ không. Nuôi trong cái chậu nhỏ thì nó lâu lớn nha nè. Được cái độ già của nó. Đó, anh em thích mua combo cũng được nha. Rồi xin chào ha. Mua combo mua sỉ hữu cơ hết. Mua lý mua sĩ liên hệ mình có video sĩ cho anh em ha. Còn mấy cái này mình đã lựa ra rồi, mình bán lý thì giá nó cao hơn mấy cây mình bán sĩ rất là nhiều. Và anh em thích thì liên hệ mình.